đầu tiên, bài đầu tiên là cấu tạo hạt nhân, mục lớn cấu tạo hạt nhân nhá. Rồi, thầy giới thiệu với các bạn, thứ nhất là về kích thước hạt nhân. Kích thước hạt nhân, nhớ thầy, đó là hạt nhân thì nó luôn luôn ở trên trước học rồi, mỗi hành tinh nguyên tử Rutherford nói rồi, hạt nhân thì tích điện dương, và trong khoa học ta biết rằng nó điện dương là Z electron, với Z là số thứ tự trong bảng hệ thống tuần hoàn. Và kích thước hạt nhân thì rất nhỏ, nhỏ hơn kích thước nguyên tử khoảng 10 mũ 4 đến 10 mũ 5 lần. Nhớ điều đó nhá. Thứ hai, thầy muốn giới thiệu các bạn cụ thể về cấu tạo hạt nhân. Ở mẫu hành tinh nguyên tử Rutherford, chúng ta biết rằng là hạt nhân được cấu tạo bởi proton và neutron, đúng nhỉ? Proton thì mang điện tích dương, còn neutron thì không mang điện. Nhớ để cho thầy nhá. Và đây như thế. Và người ta gọi chung proton và neutron, người ta gọi là nucleon. Đấy. Vậy thì nhớ thầy, thứ nhất, hạt nhân thì được cấu tạo thành bởi cấu tạo từ các hạt từ hạt nhân được cấu tạo thành từ bởi các nucleon. Và nucleon này thì bao gồm proton mang điện tích dương e và neutron thì không mang điện, nhớ là hạt nhân nhá. Và số proton trong hạt nhân thì luôn luôn bằng số hiệu nguyên tử Z. Được chưa các em? Đấy, rồi. Thứ hai, cần nhớ thầy, đó là tổng số nucleon trong hạt nhân thì được gọi là số khối A, hiểu nhá. Hay thầy sẽ có A thì bằng gì? A thì bằng P cộng N, được chưa ạ? A thì bằng P cộng N, tức là tổng số nucleon. Ở đây nucleon thì bao gồm proton và neutron, cho nên A chính bằng P cộng N. Và số neutron trong hạt nhân thì chính là A trừ Z. Tại sao là A trừ Z? Vì Z là số proton. Ok chưa? Đấy, nhớ thầy nhá. Và nhớ thầy, số khối khái niệm là gì? Nhớ, số khối là tổng tất cả các nucleon trong hạt nhân. Ok chưa? Rồi, mục số 3 thầy muốn giới thiệu các bạn, đó là ký hiệu hạt nhân. Nhớ thầy, hạt nhân của một nguyên tố X thì được ký hiệu là X. Ở phía dưới Z là số hiệu nguyên tử, tức là cái hạt nhân này nó ở ô thứ bao nhiêu trong bảng tuần hoàn, với số khối là A. Và ký hiệu này vẫn được dùng cho các hạt sơ cấp. Ở đây thầy giới thiệu các bạn ba hạt sơ cấp, đó là proton 11, proton 01 và electron -10. Ok chưa? Đấy. Rồi, chúng ta đang tâm đến mục số 4 là đồng vị. Vậy thì trong hóa học đồng vị là gì? Nhớ thầy, hóa học đó ta là đồng vị là những nguyên tố mà trong đó hạt nhân của chúng có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron, neutron đúng nhỉ? Do cùng proton khác nhau về số neutron dẫn đến số khối sẽ khác nhau. Đấy, nhớ đấy. Đồng vị là những hạt có cùng số Z chính là proton nhưng khác nhau về số khối A. Được chưa ạ?